Chiều ngày 12 tháng 10, Ủy ban Nhân dân xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã tìm thấy thi thể của sản phụ bị nước lũ cuốn khi đang trên đường đi sinh nở. Theo đó, thi thể của chị Hoàng Thị Phượng, 35 tuổi, trú thôn Phượng Hớp, xã Phong An đã được tìm thấy vào lúc 13 giờ chiều nay, cách vị trí ghe lật khoảng 100 mét. Trước đó, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, chị Phượng có dấu hiệu trở dạ nên được chồng là anh Nguyễn Văn Minh đưa đến bệnh viện để chuẩn bị sinh con. Tuy nhiên, khi đến đoạn cầu vượt đường sắt thuộc thôn Đông Lâm, xã Phong An, cách đường quốc lộ khoảng 100 mét, thì thấy khu vực này đã bị ngập sâu. Sau đó anh Minh nhờ một người dân đang thả lưới đưa giúp chị Phượng đi qua điểm ngập này bằng ghe. Khi còn cách bờ 20 mét thì chiếc ghe bất ngờ bị lật. Ngay sau đó người chèo ghe đã nhảy xuống cứu chị Phượng, nhưng do nước lũ lớn nên đành bất lực. Chứng kiến cảnh người vợ đang mang thai bị nước lũ cuốn, chồng nạn nhân đã gào khóc thảm thiết tại hiện trường. Nhận tin báo, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt và huy động hơn 100 người tham gia tìm kiếm tung tích của sản phụ Phượng. Được biết, chị Phượng đang làm công nhân may ở khu công nghiệp Phong Điền. Đến chiều nay, thì thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Xin chia buồn cùng gia đình.